Nên nói là ủa giờ ít chia giá tệ là giờ để cho con đi tệ là giờ còn thêm đi tờ nữa còn chỉ sống một họ cho giờ tệ cho giờ tờ thế sự vấn đề này thì chủ tàu anh giá mình chỉ chia cái anh giá chia này thì cũng qua họ sẽ chia thì đâu qua họ sẽ chia thì tôi có tiền hỗ trợ lo gì thì tôi cũng phải trả thì tôi chủ tàu qua thì tôi cũng có qua nè thì được chuyển sang lần thiện rồi nè thì có qua thì có sửa đi cộng được có chiếu thì đã xuống một tàu thì hôm nay thì rộng nhất rồi rồi giá thì các ta đi nơi ở lúc hồ phía nó này thì qua tôi cho chỉ ta này thì có được qua nhưng mà có được khởi cho xem này thì các ô nhìn thấy là thì ô tôi cho lên nhất trong tờ cho thì tên thì ta là nhân được sát các tờ này mà như hóa lửa trong thế này lấy hóa lửa thì chọn trả thì kiệt thông thì không nên dùng những khởi dùng phá đâu gọi chỉ sao cho dùng cái tờ thiện này thì này có cũng muốn xa này nó tao chú và cũng nắm bán được cái chỗ linh nhất đồng thời ở sáng giờ bố theo ở sáng cả lâu ngày cũng muốn quá theo mình chú đi nó còn nói cái gì nó đến chú được ở sáng giờ bố đó chỗ linh nhất đồng thời muốn được bố đi nó tại giờ thì là bây giờ là một bố đó sát tệ sát tệ rằng có thể giờ chẳng đi tệ nữa là như chú tao muốn được qua không được thế này muốn được có nhẹ chỉ chỉ sử dụng cho nhẹ chỉ để đặt ở chỗ này xem là còn nói như khẩu qua dùng một phần ba đồ cho lan chai nhé đừng để cho đi tiền nó cũng không được thiệt